chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món bánh canh hầm với xương heo. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là 20 ngàn tiền thịt. Rồi sáng cô mới mua ở ngoài chợ. Bây giờ cô bắt đầu ướp một ít bột ngọt, ít bột nêm. Một ít tiêu. Một ít đường. Và một ít muối. Bây giờ cô bắt đầu đảo lên cho thấm. Bây giờ ta ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ nha các cháu. À quên, cô bỏ hành tỏi vào nữa. Hành tỏi. Ta bắt đầu đảo lên cho thật đều và ướp 1 tiếng đồng hồ nha các cháu. Các cháu ơi, bây giờ xương của cô ướp đã được 1 tiếng đồng hồ rồi và nồi nước của cô mới bắt đầu sôi. Cô bắt đầu thả cái xương này vào hầm nha các cháu. Chờ cho nó sôi, nó nổi bọt, ta bắt đầu hết bọt. Các cháu ơi, cái nồi xương của cô đã sôi rồi, cô bắt đầu hết bọt. Các cháu ơi, bây giờ cô để lửa nhỏ thôi. Cô để lửa nhỏ mà cô không để nắp để cho xương nó trong các cháu ạ. Cô để lửa nhỏ mà cô không để nắp để cho xương nó trong. Bây giờ cô bắt đầu đi làm bánh canh. Cô có thể bắt cái nồi sang bên này. Đó, bắt cái nồi sang bên này. Cô để lửa nhỏ thôi. Đó, mà cô không để nắp để cho nước nó sẽ trong. Các cháu ơi, bây giờ cô bắt đầu đi làm bánh canh. Đây là một lạng bột gạo các cháu ạ. Đấy, đó là một lạng bột gạo mịn. Bây giờ cô bắt đầu nặn vô một miếng chanh các cháu ạ. Đó, cô nặn vô một miếng chanh. Miếng chanh này có tác dụng làm cho bột gạo cứng và dai các cháu ạ. Đó. Tại vì ta không có ngâm chua được cho nên ta cho một miếng chanh vào. Cô thì cô tự sáng tác ra chứ còn người ta làm thì cô không biết. Đó. Bây giờ cô cho vô đây một chút muối. Cô vô đây một chút muối. Một chút dầu ăn các cháu ạ, đấy, đó, một chút dầu ăn nữa cho bún khỏi dính. Và các cháu nhớ đây là chảo chống dính nhá. Bây giờ cô đổ vào đây một lạng nước. Cô có thể chừa lại một tí xíu, cô sợ nó nhão, cô chừa lại một tí xíu. Cô bật bếp lên. Bắt đầu cô đảo như vậy nè, đó, các cháu nhìn nè. Để lửa nhỏ thôi các cháu ạ. Các cháu nhìn cái chảo bột của cô này đó, nó đặt như vậy này đó, cô đang đảo nè, tại vì cô quay một mình nó khó quay lắm. Các cháu nhìn nè đó. Các cháu nhìn nè, một cô nó đã đông cứng rồi nè, đó nó đông nó cứng lại. Cô bắt đầu đi tắt bếp và cô đi nhồi bột. Cô tắt bếp và cô đi nhồi bột. Các cháu chú ý nè, đây là 20g bột năng cô đổ vô để cô nhồi nè. Đây là 20g bột năng. Cô bắt đầu nhồi bột. Bây giờ cô đổ ra cái mâm này, cô nhồi để nó khỏi nóng tay nè các cháu ạ, à. Đó. Các cháu dùng cục bột quẹt cái chảo này cho nó sạch nè. Đó. Đó, các cháu cầm cục bột quẹt về cho cái chảo nó sạch.
nhồi bột. Các cháu ơi, trong khi nhồi bột thì cô bật cái bếp lên cho, để lát nữa cô có nước cô luộc bột. Đó, cô bật bếp lên để cô đi nhồi bột. Đó, ta có thể nhồi bằng hai tay. Đó, cháu nhồi như vậy. Đây là bột gạo nha các cháu. Một lạng bột gạo và 20g bột năng. Đó, ta nhồi bột. Các cháu ơi, bây giờ cô cảm thấy bột của cô nó nhão, cô cho thêm một miếng bột gạo nữa. Cô cho thêm một miếng bột gạo đó các cháu. Một xíu nữa là cô đổ lộn bột nêm vào đây rồi. Đó, cô cho thêm ít bột gạo nữa. Mà các cháu muốn ăn dai thì các cháu cho bột năng cũng được. Đó, cô cho ít bột gạo nữa, cô nhồi. Mình cảm thấy nhão thì mình cứ cho thêm mà các cháu nhé. Mình cảm thấy khô thì mình cho thêm nước vào cũng được. Các cháu ơi, bây giờ nồi nước luộc bánh canh của cô đã sôi rồi. Cô nặn vô một miếng chanh các cháu ạ. Đó, cô nặn vô một miếng chanh. Các cháu biết không, đây là một miếng chanh làm cho tác dụng cho bánh canh cứng và dai hơn. Cái này là tự cô sáng tác ra. Bây giờ cô bắt đầu đi nặn bánh canh các cháu ạ. Bây giờ cô bắt đầu đi bỏ bánh canh vào trong cái khuôn này. Đó, cô nhồi dẻo dai rồi, cô bắt đầu bỏ bánh canh vào cái khuôn này. Cô nhồi rất là dẻo dai rồi. Giờ cô bỏ trong cái khuôn này. Cái khuôn này cô mua ở Biên Hòa Ro Sa các cháu ạ. Các cháu ở Biên Hòa thì mua ở Biên Hòa Ro Sa, còn các cháu ở nơi khác thì các cháu cứ gọi về, cứ mở dụng cụ làm bếp bánh ra, dụng cụ làm bún ra là các cháu biết chỗ mua. Đây là một cái ấy, cô đậy vào, tại vì cái bao này á nó bị sét cho nên cô bịt cái bao ni lông lại, tại vì cô đem cô ngâm nước á cho nó sét nên cô bịt bao ni lông lại. Lần sau các cháu mà mua mà làm thì các cháu đừng rửa luôn chứ đừng ngâm nước nha, tại vì ngâm nước thì nó sẽ bị sét. Các cháu ơi, bây giờ nồi nước của cô đã sôi rồi, cô bắt đầu vắt bánh canh vào trong nồi. Trong nồi cô đã nặn vô một miếng chanh rồi. Đó, cô bắt đầu nặn cái canh trong nồi. Các cháu nhìn coi nè. Đó, cô bắt xong rồi, cô bắt đầu dùng một con dao, cô gạt như vậy. Đó, và cô khẩy lên như vậy. Nó sôi lên, nó nổi lên là chín các cháu ạ. À, rất là mau chín. Các cháu nhìn này, bánh canh của cô nổi hết rồi này. Đó, bánh canh của cô nổi hết rồi, sôi nổi hết rồi. Và bắt đầu đã chín. Chín rồi các cháu ạ, à, ta bắt đầu tắt bếp. Và các cháu ơi, bây giờ cô vớt bánh canh ra. Bánh canh của cô chín rồi, cô vớt bánh canh ra. Cô ngâm vào nước lạnh các cháu ạ, à, đó, cô ngâm vào nước lạnh. Cắt cái nồi nước này ra. Đó, ngâm vào nước lạnh để cho nó nguội cái cháu mà nó khỏi dính nữa. Bây giờ cô tiếp tục vớt sang cái tô bên này. Đó, vớt tô sang tô này cho nó nguội hẳn luôn. Bây giờ cô bắt đầu cắt này ra. Bây giờ thì cô đi đổ bánh canh ra cái tô, cái rổ này các cháu ạ. À, đó, cô đổ bánh canh ra cái rổ này cho nó ráo.
bỏ lên trên này. Đó, một rổ bánh canh rất là ngon các cháu ạ. Đó, cô để đó trong khi chờ đợi bánh canh ráo, cô đi nêm nước lèo. Các cháu ơi, bây giờ nồi nước lèo của ta đã nấu xong rồi và bánh canh của cô đã làm xong rồi. Bây giờ cô bắt đầu đi phi hành. Đó, cô bắt đầu đi phi hành. Phi hành mỡ là cô đổ vào cái nồi nước lèo cho nó thơm. Cô bắt đầu phi hành. Đó, mỡ nóng, dầu nóng thì ta đổ hành vô, cô phi cho nó thơm. Mình để lửa nhỏ các cháu ạ. Chảo hành phi cô đã được rồi, cô tắt bếp. Các cháu ơi, bây giờ mình xong hết rồi, nồi nước lèo của cô đã xong rồi. Cô bắt đầu cho hành phi vào trong này đó, cho hành phi trong này. Rồi, cô cho một ít dầu thôi. Cô cho một ít dầu thôi. Đó, ít dầu thôi, mình không nên ăn dầu nhiều không tốt. Đó, mình cho ít dầu thôi. Bây giờ mình có thể cho cái hành lá mà, cái hành của cọng cọng đó vào đây. Bây giờ thì cô bắt đầu ăn bánh canh chắc các cháu ạ. Đó, bánh canh của cô đây. Cô bắt đầu ăn bánh canh. Đó, cô ăn ít thôi. Rồi bắt đầu cô cho nước lèo vào. Đó, mình cho nó sôi mạnh lên tí xíu nữa mình cho nước lèo vào. Cô có thể bây giờ cô cho một ít hành lá vào các cháu. Đó, cô cho ít hành lá vô với hành ngò vào đây. Rồi cô cho mấy mấy lát ớt vào. Bây giờ cô múc nước lèo vào cô ăn. Đó, một miếng xương, hai miếng xương, rồi cô múc nước lèo vào cô ăn. Các cháu ơi, cái khuôn bún đó khi mình cái khuôn làm bánh bún hay làm bánh canh khi mình gỡ ra phía này này các cháu. Đó, mình gỡ phía này này đó. Các đừng các bạn là phía này nó rất là khó mở. Tại vì khi nào mình siết nó vào á, mình mở ra cái này là dễ mở này đó. Và các cháu nhớ là đây là bánh canh bột gạo cô mua ở ngoài chợ. Đó, và khuôn thì mua ở Biên Hòa Rosa. Còn các nơi khác thì các cháu không biết mua thì các cháu cứ mở dụng cụ làm bún ra là các cháu biết. Các cháu nhìn nè, một tô bánh canh của cô rất là ngon. Đó, rất là ngon. Còn tô này nữa là cô không ăn hết, cô để lại. Một tô bánh canh rất là ngon, các cháu nhìn thấy không? Cô quay một mình thành nó khó quay lắm, nếu mà có người quay cho cô thì rất là dễ coi. Đó. Bây giờ cô bắt đầu ăn thử. Ngon quá. Cô nặng vào đây một miếng chanh. Đó. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các cháu thành công. Ngon quá. Các cháu coi, các cháu nhớ chia sẻ cho cô nhé. Ngon ghê.